Quyền quỹ Chính Thành cũng vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ quyện mở rộng sơ kết thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2023. Trong quý 1, quyền quỹ Chính Thành lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất ước 2.550 tỷ đồng đạt 28,33% kế hoạch, tăng 8,57% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng so với cùng kỳ. Ban thường vụ quyền quỹ chỉ đạo tổ chức thành công lễ công nhận các xã Thạnh Lộc, Thạnh Lợi, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Các địa phương tiếp tục nâng chất các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Quý 2 này, quyền quỹ Vĩnh Thạnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác bồi hoàn thu hồi đất đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 và đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống sạt lở lãnh đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện diễn tập quân sự